Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi khung tin tức buổi tối ngày 5 tháng 2, ngày 1 Tết Kỷ Hợi năm 2019 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sáng mùng 1 Tết, hàng ngàn du khách tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hành du xuân. Với nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, xuất hành trong ngày đầu năm sẽ mang lại sự may mắn, mọi sự hanh thông. Bên cạnh đó, việc chọn đưa cả nhà đi du lịch dịp Tết cũng là một cách sum họp mang lại sự trải nghiệm thú vị với nhiều gia đình thay vì ở nhà như mọi năm. Từ sáng sớm trong ngày đầu tiên của năm mới, công ty lữ hành này đã rất nhộn nhịp, rộn ràng. Bởi hàng ngàn du khách đã chọn xuất hành du xuân trong ngày đầu năm. Có gia đình xem việc đi du lịch ngày đầu năm là một trải nghiệm mới. Cũng có gia đình coi đây là cách để gia đình có một cái Tết nhẹ nhàng, ấm cúng bên nhau hơn. Mỗi năm là mình đều ăn Tết ở nhà rồi, mình đều trải nghiệm ăn Tết nhà rồi. Thì năm nay mình muốn trải nghiệm ăn Tết ở bên xa như thế nào? Tết nhất thì hai chồng và ba đứa con thì mới gom là được đi một về mới được rảnh đoàn tụ được. Thì tổ chức đi chơi Tết với gia đình mà mình chỉ cần đoàn tụ thôi. Chứ là thì bạn bè là dịp khác, bà con là dịp khác, bạn con thì mình đi trước Tết rồi. Còn chỉ có ngày đó là mình mới đoàn tụ và đi chơi giống như là mình đi thể dục vậy. Đi lanh quanh hưởng cái không khí Tết. Chứ ở thành phố thì nó chật chội đông đúc lắm. Trong ngày đầu năm, rất nhiều công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đều đồng loạt đưa khách xuất hành. Theo các đơn vị lữ hành, vài năm trở lại đây, xu hướng chọn đưa gia đình đi du lịch vào dịp Tết ngày càng tăng. Đơn cử như tại công ty Viettravel, trong mùa Tết đã phục vụ gần 40.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Riêng ngày mùng 1, đơn vị này đã đưa 4.000 du khách xuất hành du xuân. Đối tượng khách mà đi trong dịp mùa xuân thì thông thường thì là những cái đi nhóm gia đình hoặc là nhóm bạn bè, và cái số lượng khách trong một nhóm là có tăng hơn so với những cái mùa khác. Bởi vì trong mùa xuân, trong dịp Tết thì cái thời gian được nghỉ thì ông bà, cha mẹ và con cái cũng đều được nghỉ. Do đó là rất là dễ dàng để mà cả gia đình cùng nhau đi. Còn ví dụ như mùa thu hay là mùa hè thì thời điểm đó ví dụ như mùa hè thì chỉ có con cái được nghỉ học nhưng mà cha mẹ thì vẫn phải đi làm. Cùng với xu hướng này, cách đón Tết, chơi Tết của nhiều gia đình cũng có sự thay đổi. Tuy nhiên, ý nghĩa về một cái Tết sum họp vẫn được giữ nguyên vẹn, bởi đón Tết ở nhà hay ở một nơi xa, chỉ cần có đông đủ các thành viên thì đó đã là một cái Tết đoàn viên.